Mục đích thực hiện chương trình thì thật ra thì mấy năm nay là Trúc Hồ khỏe khá yếu hơn hồi xưa nhiều, bởi vì không may mắn là cả gia đình bị Covid, và sau khi bị Covid 2 năm trước thì Trúc Hồ mới nhận thấy là mình bị nó tấn công nhiều phía cơ thể của Trúc Hồ, hệ thống xương sống, cái spine mổ nhiều lần. Một lần ở cổ, hai lần ở lưng, hai lần ở vai, một lần ở cái bàn tay này. Cho nên khi mà Covid xong á, thì cái người mình nó đau nhức hồi xưa rất là nhiều. Và khi mà người mà bị Covid mà bị tiểu đường nữa thì tấn công tiểu đường rất là cao. Năm nay mới đi thử đường về thì nó tới 9.7 lần. Cho nên đôi lúc cũng cơ thể mình cũng khó mà chịu nổi như hồi xưa. Hồi xưa Trúc Hồ làm việc với trung tâm Mesa, lo nhiều việc, làm tới 3, 4, 5 giờ sáng là chuyện bình thường, không có biết mệt. Còn làm việc cho đài truyền hình SBTN nữa. Nhưng mà lúc đó còn trẻ nên không có biết mệt gì hết. Nhưng mà bây giờ thì biết mệt rồi. Đôi khi cũng muốn về nhà nghỉ ngơi, có thể mở một cái lớp nhạc hay là chỉ làm nhạc riêng cho mình thôi. Có mang tính cách là cái nghề mình yêu mình làm hobby thôi. Nhưng mà nhìn thấy cái tình trạng của người Việt Nam của chúng ta gần 7 năm nay cho tới 10 năm nay, tình trạng người Việt hải ngoại mình không còn những cái chương trình âm nhạc có giá trị nghệ thuật cao. Phần đông những năm gần đây chúng ta thấy là mỗi ca sĩ tự quay một cái bài nào đó bỏ lên YouTube của mình. Cái đó nó cũng có cái tốt cho những người ca sĩ giới thiệu những cái bài nhạc của họ. Nhưng mà để có một cái chương trình nghệ thuật như là hồi xưa chúng ta đã từng có như trung tâm Mesa thì thực sự là không có khả năng thực hiện. Nhưng mà Trúc Hồ cố gắng. Mình cảm thấy người cộng đồng của mình cảm thấy tương lai của thế hệ trẻ, các em SBTN Boy mình đã thi với mình rồi, bây giờ họ có nơi nào để họ phát triển, mà không phải chỉ các em SBTN Boy không, mà còn tương lai nữa. Cho nên là chúng cô cố gắng thực hiện chương trình để mà cố gắng có một cái platform, một cái nơi mà thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên ở Hoa Kỳ họ có thể tiếp nối những cái thế hệ đi trước. Sau 75 chúng ta có thế hệ của Lâm Nhật Tiến, Lâm Thúy Vân, Mạnh Đình, Như Quỳnh. Rồi một cái thế hệ tiếp đó, sau đó là Quốc Khanh, Mai Thanh Sơn, Quỳnh Phi Tiễn, Đặng Thế Luân, cũng từ SBTN và trung tâm Mesa đào tạo ra. Và bây giờ chúng ta có một thế hệ mới nữa là từ các em từ SBTN Boys như là AV, Angel, Cha Hân và Đào Chí Lộc. Chúng ta không nên ngừng ở đó, chúng ta nên tiếp tục để có những con em của chúng ta khắp nơi trên sống ở ngoài Việt Nam, những người Việt Nam nước ngoài, hải ngoại, họ cần phải có một cái nơi để họ phát triển. Cộng đồng Việt Nam yêu tự do công bằng của chúng ta cần có một cái tiếng nói của mình. Một cộng đồng mà không có văn hóa âm nhạc thì cộng đồng đó đối với Trúc Hồ là thiếu thiếu một trái tim và thiếu một cái linh hồn. Chúng ta cần có tiếng nói của chúng ta cần có dòng nhạc của chúng ta để dồi dào phong phú cho, nói chung là cho già dòng nhạc âm nhạc của người Việt Nam của chúng ta.
Trường khi mà hồi xưa khi mà Trúc Hồ còn hoạt động ở trung tâm ESA thì mỗi trung tâm, mỗi chương trình đó từ trung bình là cỡ khoảng 1 triệu đô lận. Mấy mươi năm về trước thì cỡ khoảng thập niên năm 1994, 95, 96, 97 thì giá thành chừng 200-300 ngàn thôi. Nhưng mà khi mà về Hoa Kỳ làm qua những gặp lớn thì càng ngày càng nhiều tiền hơn. Và khi mà tới những cái chương trình như là Cô Đắc thì cả hơn 1 triệu có. Nhưng mà sau sau đó thì cỡ khoảng từ trung bình là cỡ 1 triệu mới thực hiện một cái chương trình lớn được. Nhưng mà lần này chúng ta thực hiện chương trình Tình Ca sau năm 1975 tại phim trường của đài truyền hình SBTN. Thì khi mà chúng ta có phim trường rồi á, thì cái phim trường của truyền hình SBTN á, đã có tất cả hệ thống thâu hình đã được xây lên trong vòng 2 năm qua với những dàn máy khá là đang là tiêu chuẩn của thế giới bây giờ, 4K, dàn âm thanh ánh sáng, dàn LED, nói chung là sau 2 năm qua, Trúc Hồ đã cùng với tất cả anh chị em SPTN đã cố gắng xây dựng được một cơ sở thâu hình khá tốt. Nhờ như vậy và mình đã xây được ít nhất cũng phải là 250.000 tiền thuê máy móc, tiền đồ, tiền chỗ. Cho nên cái budget này đã cố gắng là cái chương trình này ngoài vấn đề mà tất cả mọi nhân sự, chuyên viên để mà tới quay thì may mắn là những người bạn của Trúc Hồ như là B.S. Nguyễn, đạo diễn từ những cuốn đầu tiên của trung tâm ESA, Giáng sinh đặc biệt năm 1994, Pierre đã làm việc với lại Trúc Hồ cũng trên 20 mấy năm rồi, tình bạn cho đến ngày hôm nay vẫn giữ. Thì Pierre có nhà ý là qua giúp chương trình đầu tiên của Trúc Hồ Music, không có nhận thù lao gì hết, từ ở bên Canada bay qua. Và vì thế Trúc Hồ đã liên lạc với một số những người cũng bạn của mình nhưng không thân bằng Bia thôi. Thì Guy Conger là Production Manager, John Corkin là Set Designer, một số người em của mình như là Quy Nhỏ, từng là Assistant của Trúc Hồ từ thời trung tâm ESA, Valerie, tất cả những anh chị em nghệ sĩ tham dự không có nhận tù lao. Cho nên chi phí của cái chương trình này phần đông là chúng ta chi phí cho những người chuyên nghiệp, nhóm Hollywood cho quay hình từ Hollywood xuống, cũng như là Lighting Director, cũng như là choreographer, dancer. Những cái đó là chúng ta bắt buộc phải trả thôi, bởi vì những người làm ngành nghề này là họ nằm trong cái union. Thường thường khi mà làm việc trên Hollywood là họ phải điều vào union, cái đó chúng ta không thể nào mà điều giá được, nó phải đúng theo luật lệ. Cho nên cái ngân khách nó cũng trốn cả khoảng gần 250 ngàn cho chương trình Tình Ca sau năm 1975 đầu tiên do Trúc Hồ Music thực hiện với sự đóng góp hỗ trợ của đài truyền hình SBTN cũng như là bên em Dangota Foundation cùng với tất cả những người ân nhân thân hữu, những người cũng có mang những cái ưu tư như Trúc Hồ là chúng ta gắng gìn giữ nền âm nhạc hải ngoại của chúng ta. Có một ký giả của báo Sài Gòn Nhỏ đã từng phỏng vấn Trúc Hồ cái tương lai âm nhạc của người Việt Nam ở hải ngoại cách đây chừng mấy tháng thôi, trước Tết Việt Nam. Trúc Hồ đã không ngần ngại trả lời là tương lai rất là đen tối.
Bởi vì khi hồi xưa khi mà tất cả trung tâm ban nhạc ở bên hải ngoại thực hiện á, thì số người họ đợi xem và đợi mua từ DVD cho tới CD và ngay cả karaoke rất là đông. Những cái số bán của trung tâm bay xa mấy chục ngàn đĩa CD là chuyện bình thường, mà có nhiều cuốn DVD gần cả 100.000 DVD bán là chuyện bình thường. Còn bây giờ cái con số đó nó mất một cách tuyệt đối, hầu như là không còn ai muốn mua DVD hay là CD nữa, bởi vì cái kỹ thuật đó nó đã lỗi thời rồi. Bây giờ mọi thứ đều trên mạng, trên social media, trên digital copy, trên YouTube, trên Facebook. Thì YouTube trên Facebook thì là cái nơi mà không có tiền. Nhiều người họ làm được là bởi vì họ có những doanh nhân, những cái cơ sở thương mại, họ giúp đỡ để mà có kinh phí mà thực hiện. Trúc Hồ cũng cố gắng suy nghĩ để mà tìm một hướng đi cho những anh chị em nghệ sĩ và giới trẻ tương lai. Thì Trúc Hồ nghĩ rằng là thật sự có đại gia để giúp chúng ta làm thì cũng tốt, nhưng mà những người đại gia đó ở Việt Nam, cho nên chúng ta cũng không có thật thật lòng mà nói thì những đại gia trong nước thì cũng không có muốn ủng hộ những cái tác phẩm của Trúc Hồ, hoặc là Trúc Hồ cũng không muốn nhận cái ủng hộ đó. Trúc Hồ chỉ muốn nhận những cái đóng góp từ những người yêu nhạc, những người dân bình thường, những người yêu nhạc vàng trong nước. Họ có thể ủng hộ bằng cách sau khi cái tác phẩm mình ra, mình để trên online, trên mạng, họ có thể donate 5-10 đồng thôi cũng được. Những người Việt Nam trong nước, những người Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới, và những người bạn hữu, thân hữu mà nghĩ những cái việc làm của Trúc Hồ là một việc làm cần thiết, là chúng ta bảo tồn và phát triển nền văn hóa của người Việt Nam, Cộng hòa của chúng ta. Nói chung là người Việt Nam yêu tự do và công bằng, không thích độc tài. Thì vấn đề mà chúng ta, cái thị trường chúng ta khá nhỏ, chúng ta không có thị trường của một nước Việt Nam gần cả 70-80 triệu. Những người yêu nước Việt Nam ở trong nước yêu nước, yêu nhạc vàng, họ muốn ủng hộ càng tốt. Nhưng mà chúng ta lấy cái gốc là những người Việt Nam yêu nhạc thôi ha. Không cần nhiều tiền, không cần phải đại gia đâu, chỉ là một người yêu nhạc. Thay vì hồi xưa chúng ta mua một cái CD 10 đồng thì bây giờ chúng ta có thể đóng góp 10 đồng đó để chúng ta download cái digital copy về trên mạng. Thì bên Google Music sẽ có một cái những cái website, những cái trang mà link vào. Nếu mà người nào muốn đóng góp để mà trừ thuế thì có thể đóng góp cho bên em đang có ta Foundation, để cuối năm trừ thuế vẫn được, bởi vì bên em đang có ta Foundation cũng là một cái cơ quan mà Trúc Hồ muốn sau này ngoài vấn đề giúp đỡ những người cần giúp khi mà thiên tai có, thì chúng ta phải cần giúp chúng ta trước, là chúng ta phải giúp để bảo vệ cái nền văn hóa của chúng ta, bảo vệ tiếng nói của chúng ta, và cố gắng để giới trẻ của người Việt Nam ở hải ngoại có một cái nơi để họ phát triển. Những đất nước, tất cả mọi quốc gia họ đều có cái bộ văn hóa của họ, cái nơi mà họ có những cái phân, những cái grant để mà họ giúp những cái nền văn hóa của đất nước họ. Người Việt Nam của chúng ta là chúng ta sống ở một cái đất nước khác, chúng ta không có những cái đó, nhưng mà với sự đóng góp của người Việt ở hải ngoại, chúng ta có thể dùng cái đó làm nền tảng, chúng ta có thể dùng cái đó để mà chúng ta đi xin những cái grant của tư nhân, những đại công ty mà họ có những cái fund để mà giúp cho những người minority, những người gọi là không phải là người Hoa Kỳ chính gốc, những người đất nước khác tới sống ở đây mà họ muốn bảo tồn văn hóa của họ. Thì nếu mà chúng ta làm được chuyện đó thì tương lai của người Việt Nam ở hải ngoại không không nhất thiết là ở Hoa Kỳ, có thể ở Na Uy, có thể ở Đan Mạch, một đất nước nào đó có một
giới trẻ mà không nhất thiết phải là hát nhạc hay là trình diễn nhạc, có thể họ phát triển về vấn đề viết sách hay là một nhà văn, những người artist vẽ. Nói chung là chúng ta phải cần giúp đỡ giới trẻ của chúng ta phát triển về văn hóa và nghệ thuật. Trong những công tác làm việc thiện nguyện thì Trúc Hồ lúc nào cũng có một người em trên San Jose là nhân từ giúp đỡ từ những năm mà giúp cho thương phê binh Việt Nam Cộng Hòa, và trong những cái cuộc mà tranh đấu cho nhân quyền hay là giúp đỡ cho tị nạn Afghanistan hay là Ukraine, Trúc Hồ đều nhận được sự giúp đỡ rất là nhiều của gia đình chiến sĩ Long ở bên DC. Gia đình của nhân từ San Jose, gia đình của Tiến Sĩ Long từ DC, gia đình của chị Hà và Khanh ở Toronto, và một số những người bạn âm thầm giúp đỡ Trúc Hồ mà không muốn nêu tên ra. Thì với những cái người đó, mà quan trọng nhất là những ca nhạc sĩ và những người assistant producer, những người em của Trúc Hồ, những anh chị em cộng tác viên của SBTN, đài truyền hình SBTN, hội đồng quản trị thiện nguyện viên bên em đang có ta Foundation, hầu như là tất cả mọi người đều thấy được cái con đường mà Trúc Hồ muốn bắt đầu khởi nghiệp, đi lại một cuộc hành trình mới. Đây là một cái cuộc bắt đầu của một hành trình mới. Và hành trình mới này nó không có tính cách buôn bán thương mại. Hành trình mới này trong thời gian bây giờ, ngành âm nhạc không phải là ngành buôn bán thương mại. Trong thời gian bây giờ hơn bao giờ hết, văn hóa âm nhạc ở hải ngoại là những gì mà chúng ta phải hy sinh. Bản thân Trúc Hồ phải hy sinh, vợ Trúc Hồ phải hy sinh, những người bạn của Trúc Hồ phải hy sinh, mỗi người một chút, để chúng ta giữ được cái tiếng nói, lời nhạc, tiếng hát, lời nhạc của chúng ta. Chúng ta giữ được cái tấm lòng của chúng ta, cái thẻ căn cước của chúng ta, những người yêu chuộng tự do, công bằng và không thích độc tài cộng sản. Tất cả những người đó đều là những người mà Trúc Hồ yêu mến, yêu quý. Những người đó, mỗi người một chút, Trúc Hồ không cần đại gia, đại tỷ gì hết để mà có thể mà đưa tiền cho mình thực hiện chương trình kinh khủng. Trúc Hồ không cần. Trúc Hồ cần những tấm lòng hơn. Những tấm lòng mà hiểu được mình. Hiểu được mình là mình đang làm những chuyện mà cùng nhau để mà làm. Một cá nhân của Trúc Hồ không thể nào thực hiện gì được hết. Một cá nhân của Trúc Hồ không bao giờ làm được chuyện gì hết, mà phải là tất cả chúng ta, người Việt Nam yêu chuộng tự do công bằng, yêu văn hóa, yêu nền nghệ thuật nhân bản của Việt Nam Cộng Hòa, chúng ta phải tiếp nối, bảo tồn và phát triển nó.